Thưa quý vị, đợt mưa bão liên tục vừa qua đã tàn phá nhiều công trình, cơ sở hạ tầng với mức độ rất nặng nề. Người dân nhiều địa phương cho đến thời điểm này vẫn chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường. Thậm chí hàng loạt điểm mất an toàn xuất hiện khiến các gia đình không thể yên tâm cho con em đến trường. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Cầu Hồng cấm các loại xe cơ giới qua lại là cảnh báo được dựng lên trước cầu Rào Đình, thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy. Là bảng cấm, tuy nhiên nó chỉ có tác dụng nhắc nhở người dân cẩn thận. Bởi giao thông đi lại giữa các thôn thì chỉ có một chiếc cầu duy nhất này. Biết nguy hiểm, muốn cấm người dân cũng không thể nào cấm được. Có một cây cầu chắc chắn để đi lại là ước mong lớn nhất của hơn 1.800 người dân vùng quê này. Bây giờ là trước mắt là quá sợ là vì cái cầu chưa làm tạm và rồi huy động anh em là một số là thanh niên ra làm giúp qua đây chứ là làm cái cầu giải chuyện, tất nhiên là chặt bài cây chặt tre chạy mà làm đỡ cho dân đi tạm thời trong thời gian này thôi. Chúng tôi phải là bằng cách là gia cố tạm thời để đi lại, mà phần đông là con em học hành và người dân đi sản xuất cũng như là đi sinh hoạt kinh tế hàng ngày thì rất gặp nhiều khó khăn, nhất là đêm hôm nếu không có kịp thời khắc phục thì sẽ có cái nguy cơ là sẽ là có tai nạn xảy ra. Vì vậy cho nên là sự cần thiết của cái cầu này là qua bão này thì cũng xin nhờ quý cấp là tạo điều kiện để giúp đỡ sớm khắc phục cái cầu này để cho dân đi lại kịp thời. Không riêng cầu Rào Đình, đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hỏng các tuyến đường cũng như nhiều cây cầu khác ở thôn Thủy Cam. Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn hàng ngày qua lại, vừa đi vừa mong cầu sẽ không sập đúng lúc mình ngang qua. Một đặc điểm của những cây cầu ở đây đó là chủ yếu do người dân nhận được hỗ trợ và tự xây dựng, không có sự đầu tư của nhà nước nên kết cấu, kỹ thuật đều không đảm bảo như các hệ thống cầu cống khác. Qua nhiều năm mưa bão, hiện những cây cầu này đều đã rêu rạ. Cây ở đây chúng tôi là có cây ở đây, này. Bằng đêm mà chúng tôi sẽ dừng lại để cho họ khỏi đi và bằng ngày có thể mở cho họ đi, và cái đây là rất nguy hiểm. Do đó mà về vấn đề cầu ở đây thì chúng tôi cũng mong rằng là ở chỗ cấp trên có thể tạo điều kiện cho chúng tôi để sớm có cái cầu để cho chúng tôi là coi như sinh hoạt của hai vùng giữa Biển Đảo và Thủy Cam. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương xã Lộc Thủy đã có kiến nghị lên cấp huyện và tỉnh để có sự hỗ trợ bởi nguồn lực của xã còn hạn chế. Tình trạng này cần được khắc phục càng sớm càng tốt bởi tính mạng của người dân có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào đi ngang qua những chiếc cầu sập này. Ủy ban xã đã thành lập đoàn và báo cáo với ủy ban huyện cùng với huyện vào kiểm tra. Thì trước mắt là ủy ban địa phương, chính quyền địa phương cùng với thôn huy động nhân dân khắc phục tạm thời để nhân dân qua lại. Về mặt lâu dài thì chính quyền cũng đề nghị ủy ban huyện và các cấp liên quan thì có phần kinh phí để tu sửa lại cầu mộ cầu Rô Đình cũng như cầu Mù Rết và dọc sông Bù Lu. Về lâu dài thì phải có cái phương án để mà kè để đảm bảo cho những cái mùa lũ năm sau. Mong ước của chính quyền địa phương cũng là nguyện vọng của người dân vùng quê đầu nguồn sông Bù Lu. Hy vọng các ban ngành chức năng sẽ sớm xem xét và có kế hoạch hỗ trợ để người dân không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi đi qua cầu.